Hello ba anh trai. Tào lanh quá ha. Mấy người đó đi làm là đi học gì rồi? Đưa tôi xem. Ê, lên trời phòng ơi, tôi đẹp đi. trai. Trời ơi, đẹp trai quá. Đi gì? Đẹp trai. Ôi, anh định đẹp trai nhất nè. Vậy có ai đẹp vậy ta? Vậy nam với ta. Không phải của vùng núi, cũng không phải của vùng biển. Chẳng lẽ có đàn ông trong nhà? Kỳ vậy. Không có ai hết. Trên phòng của Nguyệt. Cái gì mà sờ vô nó run run giống như con sâu vậy? Trời ơi, bà mà không biết sợ nữa hả Nguyệt? Thì điên là con gì cũng không sợ hết trơn á, chỉ có sợ của mình sâu à. Lông lá tùm lum hết trơn, thấy ghê à. Để tôi mở nó cho xem nè. Mà cái này chữa bệnh gì vậy? Cái này á là dùng cho phụ nữ. À. Trời ơi. Hai đứa làm cái gì mà con sâu, cái gì mà bệnh phụ nữ? Mà hai đứa một nam một nữ trong phòng á, chắc là làm chuyện bậy bạ rồi. Không được rồi. Nguyệt ơi, mở cửa. Mở cửa làm không? Dạ. Đi ra đây. Dạ. Hai đứa một nam một nữ làm chuyện bậy bạ trong phòng phải không? Mày là ai? Tại sao dám dụ dỗ em tao? Cái gì? Anh nói gì vậy? Em ấy nha, em ngây thơ quá đi. Nghe tin rồi mấy thằng này nó dụ dỗ em, mai mốt rồi cái em là khói hận không kịp luôn á. Cái gì? Bọn em đang nghiên cứu thuốc mà.